Em chào anh chị và các bạn đã đến với máy chiếm gỗ Đại Phúc Vinh. Hôm nay thì Đại Phúc Vinh mới lắp đặt một cái chuyền phủ mặt keo PUR, PUA lên vật liệu như là tấm ván nhựa này, tấm MDF. Đấy. Chuyền này thì chuyên phủ những cái tấm như là tấm acrylic này, tấm laminate này, rồi PVC dạng cuộn này hoặc là PET, PET dạng cuộn lên cái bề mặt, phủ hoàn toàn tự động. Đấy, sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cái chuyền này. Rồi, ở đây thì các vật liệu ở đây nhà máy này phủ lên các tấm nhựa này. Ở đây là tấm nhựa. Đó. Vừa rồi thì cũng có phủ lên cả tấm MDF nữa. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chuyền này. Về cái chuyền này thì có tổng chiều dài lên đến 17,5m, gần 18m, lên rất là dài. Và cái chiều rộng làm việc là 1m3. 1m3. Công nhân sẽ đứng ở đây và đưa ván lên trên này để cho cái hệ thống rulo này nó sẽ cuốn vào máy để làm việc. Đấy. Ở cái hệ thống rulo này thì sẽ là rulo bọc cao su và có cái motor để chuyển động, để cuốn ván vào. Đầu tiên thì ván đi qua đây thì sẽ có một cái hệ thống chổi dạng bàn chải ấy, để quét sạch bụi trên cái bề mặt đi. Bên kia kìa, có một cái motor để quét sạch chổi bề mặt. Rồi đi đến đây, ván đi đến đây thì sẽ có hệ thống gia nhiệt. Ở bên dưới này là những điện trở bên dưới để gia nhiệt. Gia nhiệt làm nóng sơ cái bề mặt cái ván để hấp thụ keo, dính keo, bám dính keo tốt hơn. Tiếp theo đây là máy lăn keo PUA. Thì chúng ta có thể thấy là máy lăn keo này thì được thiết kế rất là gọn gàng và có 3 trục keo ở đây. Trục keo, trục thứ nhất là trục inox, trục hai là trục cao su và trục thứ ba là trục gốm. Đấy. Đặc điểm của cái máy lăn keo này thì sẽ có thêm trục gốm để phủ các vật liệu như PET. Cần một cái lượng keo rất là mỏng thì cái trục gốm sẽ làm nhiệm vụ là dàn trải cái lượng keo sau cùng. Đó. Cái máy lăn keo này thì được thiết kế là hai súng phun keo. Đấy, đây, ở đây chúng ta có súng thứ nhất và súng thứ hai này phun keo, đảm bảo là keo rất là đều. Qua bên đây thì chúng ta có một màn hình điều khiển cảm ứng, điều khiển cái máy lăn keo này. Khi làm việc ấy, thì chúng ta gạt lên trên này để cái phần này có thể đỡ được ván để đi vào trong. Khi mà không hết trong quá trình làm việc ấy, thì chúng ta chỉ cần gạt cái công tắc hơi này xuống. Thì bộ phận này sẽ đi xuống và chúng ta sẽ đi vào để vệ sinh keo. Ở bên đây thì chúng ta sẽ có hệ thống trục. Hệ thống trục thì sẽ có 3 trục này. Trục inox này, trục cao su và trục gốm. Đấy. Trục này thì được truyền dầu truyền nhiệt truyền vào trong trục để làm nóng keo. Đây, ở trên bên trên là bình dầu truyền nhiệt này. Đấy. Dầu sẽ được đi vào trong cái lòng của cái trục này để làm nóng cái keo, không tránh tình trạng keo chết. Đây, nói đến keo thì ở bên đây là cái bơm keo PUA này. Nồi keo PUA này thì sẽ được bơm nén tự động vào đây. Đó. Ở đây là cái nồi keo PUA này. Cái nhiệt độ keo hiện tại là đang để khoảng 130 đến 150 độ. Cái loại này thì sẽ có hai vòi bơm keo sẽ bơm vào cái máy lăn keo này. Rồi, ở bên đây là chúng ta sẽ có một cái tủ điện điều khiển trung tâm. Thì cái tủ điện này sẽ điều khiển cho toàn bộ cái hệ thống máy này luôn, sẽ điều khiển ở đây. Và ở trên này là màn hình điều khiển cảm ứng. Màn hình điều khiển cảm ứng trung tâm. Đấy, thương hiệu Schneider. Đây là về phần phía sau của máy thì cũng giống như phần phía trước của máy này. Phía sau của máy cũng có một hệ thống ben hơi để đẩy hoặc là gạt xuống trong quá trình vệ sinh keo. Tiếp theo là hệ thống rulo. Ở trên rulo này thì sẽ có một cái bàn phẳng ở trên đây. Chúng ta sẽ để cái tấm laminate hoặc là tấm acrylic chúng ta sẽ để lên trên này. Ở trên đây thì sẽ có cái máy gắp ván này. Cái máy gắp acrylic sẽ gắp acrylic để đưa vào đây. Đấy, kết hợp với hệ thống ben hơi, hệ thống ép hơi ấy, thì sẽ cho hai cái tấm ép vào nhau. Đấy là trong trường hợp mà chúng ta phủ acrylic hoặc là phủ laminate. Đấy, trong cái trường hợp mà chúng ta phủ PET hoặc là phủ PVC dạng cuộn ấy, thì cái máy này có hệ thống cẩu trục này. Đấy, chúng ta cẩu những cái cuộn PVC rất nặng lên trên. Đấy, cẩu trục này thì điều khiển bằng điện ở đây.
lên lên xuống ở đây để chúng ta cẩu. Cẩu lên thì chúng ta sẽ cố định cuộn PVC ở đây, ở trên cái trục bên này. Khi mà đi qua máy này thì sẽ có hai trục, một trục cao su và một trục inox sẽ ép hai cái bề mặt đấy vào nhau để dính sát vào nhau. Cái máy lăn keo này thì cũng điều máy ép Zulo này thì cũng điều chỉnh bằng cái màn hình cảm ứng ở trên này. Mọi thông số thì chúng ta điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng, và cái tốc độ làm việc thì sẽ điều chỉnh bằng biến áp, cái chiết áp ở đây, điều chỉnh cái tốc độ ở đây. Rồi về sau cùng này chúng ta sẽ có một hệ thống Zulo và một cái máy để cắt chia ván. Trong cái trường hợp phủ PET hoặc là phủ PVC ấy, thì cái máy này sẽ hoạt động cắt đôi chia từng tấm ván. Và trong cái trường hợp mà phủ acrylic ấy, thì không cần sử dụng cái máy này. Cái máy này thì cũng điều khiển bằng cái màn hình cảm ứng này. Đây chúng ta sẽ có màn hình điều khiển cảm ứng ở đây. Và chỗ này sẽ có hai để gắn được hai con dao ở bên đây, đây và bên kia để cắt bỏ cái phần dư thừa ấy. Đấy, phần dưới này thì cũng giống như là cái phần rulo ở phần trên thôi. Rulo được bọc cao su và chuyển động trực tiếp. Vừa rồi thì em đã giới thiệu đến anh chị chi tiết về cái chuyền phủ mặt keo PUA này. Đấy, riêng cái chuyền phủ mặt này thì bên Đại Phúc Vinh đang có 3 loại khác nhau. Đấy, tùy thuộc vào anh chị phủ các loại vật liệu như thế nào để tối ưu chi phí hay là vận hành ra sao. Đấy, anh chị có nhu cầu tư vấn hoặc là báo giá tại cái thời điểm anh chị đang theo dõi, đang xem cái video này thì xin liên hệ với công ty Đại Phúc Vinh qua website daiphucvinh.com.vn hoặc là qua hotline ở bên phía bên góc trái màn hình của anh chị. Đại Phúc Vinh thì có chi nhánh trên toàn quốc, phục vụ giao hàng rồi lắp đặt chuyển giao kỹ thuật trên toàn quốc. Rồi, cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những video lần sau.